Để tiến hành cắt thi công, cắt cái thanh phào này bo viền hai đầu thanh lam, tôi sẽ sử dụng máy cắt và cắt nhiều khúc 45 độ theo cái kích thước tương ứng của thanh lam. Tôi sẽ cắt 4 đoạn với góc 45 độ như thế này để ráp vào thanh lam hộp. Để các bác cùng xem nha. Sau khi tôi cắt xong 4 đoạn có kích thước tương ứng với thanh lam đều bằng góc 45 độ thì ta sẽ ráp nó thành một cái hộp để bo viền cho thanh lam. Ở đây là cái phào chỉ lưng, còn đây là cái phào góc âm. Khi ráp lên thì nó sẽ che được tất cả các mí nối giữa đầu thanh lam. Cắt thi công này thì nó dễ dàng, không khó, các bác, bác nào cũng có thể sử dụng được. Qua video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho các bác cắt thi công bo viền thanh lam gỗ nhựa gồm loại phụ kiện là phào chỉ lưng và phào góc âm. Thì các bác có thể chọn các loại phụ kiện tương thích theo ý mình. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn các bác ở những video sau.